chúc mọi người thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nhé. Mình cảm ơn rất nhiều ạ. Thì đây là một trái cau non dòng cau tre nha mọi người. Thì hôm nay cũng làm một cái... Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đình Nhẵn Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem một cái sự thật thật là bất ngờ nha mọi người. Thì đa số thì những cái video trước đây mình chỉ nói miệng thôi. Thì mình nghĩ là chắc có người tin, có người không tin. Thì mình nói rằng cái trái cau tre mà khi mà nó phát triển mạnh mẽ, khi mà nó đầy đủ chất của nó thì nó có khả năng nó đạt hơn 6 phân. Cái độ dài của trái nó hơn 6 phân. 6 phân hơn luôn nha mọi người. Thì mình nghĩ là chắc có người không tin đâu. Ngày hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem thực tế nha. Và mình xin lưu ý rằng những cái trái mà mình quay cho mọi người xem là những cái trái mà nó phát triển rất là tốt. Những cái cây đó là những cái cây khỏe mạnh nha mọi người. Còn đa số nó sẽ rơi vào 4-5 phân nha. Thì 5 phân là rất là nhiều. Còn như cái hơn 6 phân và 6 phân đó thì những cái cây nào thật sự là khỏe mạnh nha mọi người. Thì nó mới đạt được cái độ dài như thế. Thì hôm nay là mình sẽ quay cho mọi người xem. Cũng đầu video thì mọi người lướt qua cho mình xin một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Thì đó cũng là một cái động lực rất là lớn. Thì mình xin cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ạ. Thì bây giờ mình tiến hành thôi. Thì có anh nói là, có một anh khách anh nói là cau thấy nó lớn chừng nào á. Đây mọi người. Đây là một cây sắt 36 nha. Thì chiều rộng của nó, chiều rộng của cây sắt này là 6 phân. Đây. Mình cho mọi người xem, đây là một cái trái cau tre mà cau non nha mọi người. Những trái cau non đây. Thì mọi người nhìn nè. Có những trái dài hơn 6 phân nha. À. Có những trái dài hơn 6 phân. Mình lấy cái thước mình đo cho mọi người xem nhé. Là đây. À. Người thấy chưa? 6 phân nè. À. Đây là những trái cau non đây mọi người. Nè. Mọi người thấy chưa? Thì độ dài như thế này là đã đạt cho mọi người. Ở quê mình á thì độ dài như thế này là quá ok rồi nha mọi người. Tiêu chuẩn người ta lấy chỉ là 4 phân là cũng đã đẹp rồi, còn này tới 5 6 phân. Thì đây là một trái cau non dòng cau tre nha mọi người. Thì hôm nay cũng làm một cái thấy có cây sắt thì cũng làm cho mọi người xem nè. Đó. Rất là dài. Nếu như mà những cái trái mà nó phát triển mà nó dài như thế này mọi người, là thường thì những cái cây đó nó rất là khỏe mạnh nha. Những cây đó rất là tốt. Còn đa số thì nó sẽ tầm rơi vào khoảng 5 phân nha mọi người. Đa số thì khoảng 5 phân, còn cái này có trái dài hơn 6 phân nè. Thì nếu như cau này mình để cho nó lớn thêm một chút nữa thì cái trái rất là to nha mọi người. Thì mình đi bẻ cau, mình sẽ quay lại cho mọi người xem nhé. Đây. Đây là cái trái cau tre của mình. Thì mọi người xem nè. Mọi người thấy xem, đây, thấy chưa? Đó. Mọi người thấy nó dài dữ chưa mọi người? Nha, đây nè. 6 phân hơn luôn nha. Nè. Thấy chưa? Rất là dài nha mọi người. Lấy thêm những cái trái khác cho mọi người xem. Nè. Đây. Đây là trái cau non nha mọi người. Nè. Rất là dài. Có những trái dài hơn 6 phân. Còn 5 phân là bình thường nha mọi người. Nè, hơn 5 phân nè. Nè. Đây, mọi người nhìn cho kỹ nè. Chứ không nói là... mình nhìn ở góc khác nhau thì mình sẽ thấy nó ngắn dài khác nhau mọi người. À. Mình thấy rõ không? Hơn 6 phân. Rất là dài luôn.
thì cũng quay cho mọi người xem chơi vậy thôi nha, xem tham khảo thôi. Và báo giá cao ngày hôm nay luôn nha mọi người, giá cao ngày hôm nay là tăng rất là mạnh mọi người ơi. Giá cao phải nói là năm nay là một cái năm mà giá cao rất là ổn định và cái giá của nó rất là tốt. Thì ngày hôm nay là từ 90 cho tới 94 ngàn nha mọi người. Ở khu vực Quảng Nam mình nha, sẽ chênh lệch vài ngàn tùy theo khu vực nha mọi người. Và giá cao đó là giá cao đã tách rời nha, giá tại vườn nha mọi người. Thì hôm nay thì cũng xin được dừng video tại đây. Thì cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người để lại cho mình một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.